Bạch Lê xin mến chào đến tất cả các anh chị và tất cả các bạn. Và sau đây với một sáng tác của Việt Nhân, Bạch Nhân sẽ gửi đến cho tất cả các anh chị và các bạn một nhạc phẩm được mang tên Tình Vô Vọng. Xin mời tất cả các anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Hết những ưu
mong người được bình yên. Tôi hết nợ hết kiếp gạt đến những ưu hiền, mong người được bình yên. Bác sĩ xin cảm ơn tất cả anh chị và tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin mến chào.